Xin chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu sản phẩm khủng long điều khiển biến hình thành xe tăng ha. Thì cái mẫu sản phẩm này nó có hình dáng như thế này, mình sẽ để lại gần cho bạn xem ha. Khi biến hình đứng lên thì nó sẽ thành một con khủng long như thế này. Đó. Đó, và nó có thể biến hình xuống thành xe tăng. Thì cái mẫu sản phẩm này á thì nó sử dụng pin sạc ha. Pin sạc thì chúng ta sẽ gắn trực tiếp vào đây nè, nó có con ốc này, các bạn dẫn ốc ra thì nó sẽ có pin sạc ở đây 3/7. Đó, và sau khi gắn pin vào chúng ta sẽ mở công tắc lên. Đó, và đây là remote điều khiển ha. Các bạn cũng gắn pin vào. Gắn pin vào và chúng ta sẽ mở remote lên. Đó, remote lên. Đó, thì bấm mở lên để kết nối ha, nó tắt đèn là kết nối á. Đó, thì cái nút này là tiến về trước ha. Nút này là lùi nè. Đó, khi chúng ta bấm thì lùi quay phải. Quay trái. Cái này là bấm nút để có âm thanh bắn đạn ha. Đó, khi bấm đạn thì nó sẽ giật lùi ra là sao. Còn cái nút này là nút demo, tức là bạn bấm thì nó sẽ tự hoạt động. Đó, thì muốn dừng lại thì các bạn sẽ bấm một trong cái nút bất kỳ thì nó sẽ tự dừng lại thôi. Đó, còn muốn biến hình xuống thì chúng ta sẽ giữ cái nút này nè, bấm giữ ha. Đó, thì khi bấm giữ thì nó sẽ biến hình một cái xe tăng ha. Đó, và các bạn muốn biến lên thành khủng long thì ta sẽ bấm giữ nút bên phải. Đó, thì khi biến hình xuống thì các bạn bấm cái nút này thì nó vẫn demo bình thường ha. Đó. Nút này demo. Đó, còn muốn ngừng demo bấm nút bất kỳ thì nó sẽ ngừng lại ha. Đó. Mẫu này thì nó khá to. Chúng ta mà không bấm giữ thì nó sẽ biến hình từ từ nha. Các bạn phải bấm giữ nó mới biến hình lên được. Đó. Đó, thì trong bộ sản phẩm này á, thì nó sẽ có một cái xe tăng, một cái pin sạc ha, và cái remote điều khiển sóng 24 để cho khoảng cách điều khiển xe tầm khoảng 30-50 mét. Đó, thì đây là cái USB sạc, khi hết pin đó thì bạn sẽ lấy của pin ở trong cái con khủng long ra ha, và chúng ta sẽ ghim sạc với sạc như thế này thì nó thay đổi tín hiệu đèn là đầy nha. Đó, và nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này á thì các bạn có thể truy cập vào website trực tuyến asin.vn. Đó, và gõ vô một từ khóa là TT670 thì nó sẽ ra hình ảnh của bộ sản phẩm khủng long điều khiển biến hình này. Đó, kèm theo video bên dưới. Và các bạn đừng quên like, share và subscribe kênh, thì mình sẽ luôn có nhiều mẫu sản phẩm mới độc đáo thú vị sẽ gửi đến bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Các bạn nhớ đăng ký kênh asin.vn channel để nhận được thông báo khi có video mới nhé. Đăng ký thành viên hoàn toàn miễn phí nhé các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video này.